Kính chào anh chị, lời đầu tiên, Kế toán Việt Hưng xin gửi tới lời cảm ơn chân thành nhất đến anh chị đã tin tưởng, tìm hiểu và lựa chọn khóa học tại trung tâm. Tại video này, em xin hướng dẫn cho anh chị về cách đăng nhập và sử dụng giáo trình thực hành kế toán online. Sau khi đăng ký học thành công và nhận được tài khoản vào lớp từ bộ phận chăm sóc khách hàng của Kế toán Việt Hưng, anh chị truy cập vào website kế toán việt hưng.com, đăng nhập bằng tên đăng nhập và mật khẩu đã được Kế toán Việt Hưng gửi đến anh chị. Sau đó anh chị nhấn vào chữ đăng nhập. Đăng nhập thành công, anh chị tích chọn khóa học của tôi. Tại trang này sẽ hiển thị các khóa học anh chị đăng ký. Kế toán Việt Hưng biên soạn giáo trình căn cứ trên bộ chứng từ thực tế theo từng lĩnh vực hoạt động của từng doanh nghiệp cũng như là hành chính sự nghiệp. Muốn học khóa học nào, anh chị tích mở khóa học đó ra. Bố cục của giáo trình được Kế toán Việt Hưng sắp xếp rất khoa học và rõ ràng theo từng phân mục. Phân mục checklist nội dung đã học thể hiện tất cả các công việc, nội dung anh chị sẽ được thực hành trong giáo trình. Hoàn thành công việc nào, anh chị tích vào công việc đó để anh chị theo dõi. Zoom meeting để anh chị truy cập khi tham gia lớp học online. Phân mục hướng dẫn chung hướng dẫn anh chị về kỹ năng cài đặt một số phần mềm phục vụ cho công việc kế toán như là cài đặt phần mềm kế toán Misa, phần mềm HTKK. Đưa ra những lưu ý đối với công ty mới thành lập và các biểu mẫu, hợp đồng tải về để anh chị tham khảo. Đặc biệt hơn là hướng dẫn anh chị cách nhập khẩu dữ liệu lên phần mềm kế toán nhanh và chính xác nhất, giúp tiết kiệm thời gian cho kế toán và độ chính xác về số liệu rất là cao. Do đó anh chị nên xem video hướng dẫn này. Tại phân mục đầu kỳ, hướng dẫn anh chị cách khai báo các thông tin danh mục số dư cuối kỳ trước chuyển sang đầu kỳ này. Phân mục trong kỳ, hướng dẫn anh chị cách hạch toán hóa đơn chứng từ và xử lý số liệu kế toán. Phân mục cuối kỳ, hướng dẫn anh chị kê khai báo cáo thuế, báo cáo tài chính. Để xem chi tiết các phần trong từng phân mục, anh chị tích vào từng phần để mở phần đó ra. Mỗi phần thì có rất nhiều chứng từ và video hướng dẫn. Anh chị tích vào list video để lựa chọn video cần xem. Ngoài video chính hướng dẫn anh chị thao tác trên phần mềm kế toán thì có các cái video bổ trợ liên quan đi kèm. Anh chị tích mở ra xem để được mở rộng thêm về kiến thức. Anh chị sẽ nhấn vào nút play để nghe và nhấn vào dấu X để thoát khi không muốn nghe video nữa. Hoặc nhấn vào full screen để mở rộng màn hình. Chuyển sang trang khác, anh chị tích vào từng trang, xem và nghe video hướng dẫn tiếp theo. Anh chị nhấn vào tải về để tải xuống các biểu mẫu nếu có. Để chuyển sang phần khác, anh chị trở về trang chính của giáo trình và chọn phần tiếp theo cần xem. Thao tác để mở từng trang giáo trình và mở video thì anh chị cũng thao tác tương tự như em vừa hướng dẫn. Ngoài các phân mục chính trên, Kế toán Việt Hưng có cập nhật chia sẻ kinh nghiệm thực tế thường xuyên tại mục video chia sẻ kinh nghiệm. Tại đây, anh chị cũng tích vào chữ video để nghe video và tích vào dấu X đóng lại. Tại phân mục mở rộng, anh chị được chia sẻ thêm về các kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán, cách in sổ sách và một số mẹo hay xử lý các tình huống khi anh chị gặp phải. Phân mục luân chuyển chứng từ hướng dẫn anh chị quy trình luân chuyển chứng từ của một công việc kế toán để anh chị hiểu hơn. Phân mục sắp xếp phân loại chứng từ được Kế toán Việt Hưng sắp xếp lại chứng từ thuộc các phần tại phân mục trong kỳ theo từng loại như là hóa đơn mua vào, bán ra, kho, ngân hàng để anh chị có thể xem lại chứng từ nhanh và dễ hơn khi cần thiết. Sau khi học xong khóa học, anh chị vào phân mục trắc nghiệm để làm bài tập kiểm tra lại kiến thức trong suốt quá trình anh chị đã học và thực hành. Muốn đặt câu hỏi liên quan đến khóa học cũng như thắc mắc thực tế trong công việc, anh chị vui lòng tích vào hỏi đáp, chọn thêm thảo luận mới, đặt tiêu đề và điền nội dung câu hỏi, sau đó nhấn vào gửi thảo luận. Hoặc anh chị có thể truy cập vào website kế toán việt hưng.vn, tích vào biểu tượng logo của Kế toán Việt Hưng và đặt câu hỏi, sau đó nhấn vào gửi. Các giáo viên chuyên môn sẽ giải đáp những thắc mắc cho anh chị 24/7. Trong quá trình học cần ghi chú hay đánh dấu trang thì anh chị tích vào biểu tượng ở góc dưới bên phải của màn hình. Ở đây em ví dụ em muốn ghi chú thì em sẽ nhấn vào biểu tượng ghi chú. Tại đây anh chị sẽ viết nội dung cần ghi chú lại, sau đó nhấn vào lưu những thay đổi. Những ghi chú này sẽ được lưu tại trang cá nhân, quản lý ghi chú. Nếu như muốn xóa ghi chú, anh chị nhấn vào biểu tượng xóa để xóa. Và đây là nội dung anh chị ghi chú. Trên đây là video hướng dẫn sử dụng giáo trình online của Kế toán Việt Hưng. Chúc anh chị học tập hiệu quả và đạt được những kết quả tốt nhất. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, anh chị vui lòng liên hệ theo số hotline 0988 680 223 để được giải đáp và hỗ trợ.